lớp 12A1. Đây là thầy Trao rồi, thầy chủ nhiệm 12A1 này, hiệu nhà Trao. Bánh tự làm luôn. Bánh này nhà làm ạ, nhà làm. Bánh này có được thời vua Tần Thủy Hoàng được làm cho. Và cái này ăn vào là sống lâu muôn tuổi đúng không? Trường sinh bất tử ngày xưa là Tần Thủy Hoàng tìm món này để trường sinh bất tử. Ừ, xong ăn xong một cái là ông vĩnh biệt thế giới sang bên kia luôn. Ừ. Bởi vì ông ăn nhiều quá cho nên nó bụng dạ dày. Gọi là bánh gối công thần. Ông được tìm ở trên núi Nam Phương ấy. Nước này nước gì đấy? Bạn ơi, nước gì? Trà xanh là tự đun à? Nước này của em là tên là Đại Hồng Thủy. Đại Hồng Thủy. Và là từ lá trà trên đỉnh núi Phan Xích Băng. À ừ. Mà phải 10 năm mới ra một lần, mới lên một lần. Ừ. Mà trèo lên đấy nó phải hy sinh 10 người mới có một người lên được đến nơi đúng không? À đấy.